Em chỉ anh một tuyệt chiêu nè. Anh vô đó anh quay đèn anh VNF nó. Dài dài đó. Hơi đó. Con đang lên rồi mấy vậy.
Dạ xin lỗi. Đứng lại. Mày không nhìn ta hay sao? Má, con cũ má đi ra. Ba làm cho ba đeo tiếng hình sập thằng ra của ba. Từ Mỹ về mày kéo ba thêm nó xíu vậy hả? Tao biết tao còn đơn giản mà. Tánh mày đơn giản mà tao kéo ba thêm nó xíu vậy tao không thấy vui vậy đó nha. Sao không thấy hoạt cát gì trên vậy? Thì cũng tại ba, ba nói Việt Nam rồi gì? Mày làm sao cái hương thuốc lâu lâu mà mày quên hết trơn? Mày mất gốc rồi hả? Bây giờ ba thay đổi nhiều quá à. Mày đi thay đổi. Thay đổi. Thế okay, thì thôi là sao không về. Hứa với ba luôn, đem ba vali, sô-cô-la với dầu giá xanh là thằng Hoàng cho ba nha. Mày mua sô-cô-la. Em sẽ tặng cho ba. Rưỡi, còn 1.000 rưỡi. Mất mới thằng đầu lớn mày. Mày còn nhớ tao nói là cái gì không? Thì ba kia này mày về là tao kiếm vợ cho mày. Sao qua đi để con mắt nè, mày đó. Nhỏ đẹp lắm nhưng mà đẹp thật. Ba nói cho mày nghe, lúc ông nội rồi thắt khối á, có kêu ta tới đường nhiều. Ông nói á, trên đời này không có. Ông nói xong ông chết. Từ đó để cho ông có thể làm từ để chúng xuống, tìm kiếm hoài không ra. Rất vui lấy vợ giàu của ông nội là không thành, tới đời ba cũng không thành. Thử đời tao nhớ những cái nhan sắc của mày. Mày nói riêng tao mày quay mặt trong khác gì cái. Ở bên Mỹ ai cũng nói con mẹ không. Cái cuộc đời con mình chắc cũng chưa hết. Quay tay sai. Mấy đồng. Làm chương trình này. Mình không nổ quá. Ta có coi thử. Quay sợ quá ông ra đây chạy nè. Đẹp người ta mới quay chứ xấu ai quay đâu. Đẹp quá ha, đủ thứ màu ha. Rồi đó. Chưa. Đi theo nó này cái nọ. Nó quay kỹ lực luôn á.
Để cho chừng nào chị làm chứ kia. Gì con? Có con gà nữa hả? Vô đi hằng, vừa đi vừa chỉ hôm này không lấy tiếng đâu, này lấy lời nói rồi.
Rồi hàng chị đó, Tuyến đâu chị? Tuyến đâu? Thank you.
chị. Kêu chỉ cầm mic lên.
châu đi.